Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với show của mình nhá. Hiện tại mình sẽ làm về một cái video về Facebook, kiếm tiền Facebook và học viện trên Facebook. Ở đây là cái học viện trên Facebook này các bạn. Cái gì? Một tháng kiếm 80 triệu, 1 triệu kiếm tiền từ Facebook, còn 79 triệu kia chỉ đi ăn cướp thôi. Đấy, rất là nhiều người nói. Và đây, đây là cái chủ đề của một anh Quang Bồi. Chia sẻ về một anh làm YouTuber Thế Tâm Vlog, à Thế Tâm YouTube chứ các bạn, xin lỗi nha. Và anh Quang Bù có chia sẻ một cái bài viết có CL ý làm phọt phân ra may được nửa chỗ đó là giỏi. Đây, rất là người nhiều người bình luận. Đây, mình sẽ đọc bình luận cho các bạn nha. Thực hư các bạn mà muốn kiếm tiền trên Facebook thì các bạn phải học qua một khóa đào tạo của Facebook, được chưa ạ? Với những người uy tín. Đấy, muốn kiếm tiền lâu dài ấy, muốn kiếm tiền lâu dài thì phải học qua những người uy tín. Còn những bro kiếm tiền Facebook thì mình cũng ngày trước mình cũng chia sẻ những cái phần mà làm sao để kiếm tiền Facebook, làm sao để đủ điều kiện, đủ giờ. Đấy, chứ mình không đặt cái tiêu đề là lúc 80 triệu một tháng. Thực sự là vớ va vớ vẩn các bạn. Thực sự là rất vớ va vớ vẩn. Ở trong cái học viện này rất là nhiều pro ẩn danh các bạn. Ở trong cái học viện này rất là nhiều pro. Thực sự những cái anh bình luận đây cũng mấy anh ấy cũng chơi Facebook, cũng làm về Facebook. Đấy các bạn. Ở đây là cái những cái bình luận của những anh pro này, nói chung là mình cũng thấy là pro nhá. Đây là anh Trường Tôn, cái clip đó chắc gì được 400k mà kêu 80 triệu một tháng. Thực sự là thế, mà các bạn muốn kiếm tiền ấy thì các bạn phải học qua một khóa đào tạo ẩn danh các bạn. Một khóa đào tạo nói chung là đây này. Ở đây đây mình sẽ cho các bạn xem nhá, một anh đào tạo về Facebook, học viện Facebook nhá. Anh ấy rất là giỏi luôn. Thì đây, anh Ngọc Lâm, đây là quản trị viên của nhóm học viện Facebook này. Thực sự ông này rất là pro, ông ấy nhận học viên đấy các bạn. Những các bạn nào mà muốn học hỏi về Facebook, kiếm tiền, thực sự kiếm tiền trên Facebook thì các bạn hãy thông qua anh quản trị viên này. Đó. Anh quản trị viên này nhá. Các bạn nên nhớ nhá. Ở đây là anh Ngọc Lâm nhá. Anh Ngọc Lâm rất pro nhá. Thì quay trở lại với cái câu chuyện tự bốc phốc mình lên như thế này. Đây, hướng dẫn kiếm tiền trên Facebook tự sướng cũng có 80 triệu một tháng. Hướng dẫn tự sướng kiếm 80 triệu một tháng ấy các bạn. Thật sự là những cái người mà bán hàng online ấy, người ta tự sướng để tốn nước bọt của người ta bán được hàng, người ta mới lụm được 80 triệu một tháng thôi. Còn ví dụ như kiếm tiền như thế này thì cũng hơi khó các bạn. Thực sự nó hơi khó. Hên xui rồi các bạn. Ở đây là rất là nhiều anh ấy này. Ở đây này. Cái này anh Phạm Tuyến Red CMN nick vào bằng chứng để khóa mõm. Rất là nhiều anh bình luận, đây gọi là những anh pro đấy, chứ không phải là cào bàn phím đâu các bạn. Những người pro thì ít khi người ta ấy lắm. Ê, anh nói đúng mà, có điều mình có làm được không thôi. The Gamma nó xe vớ va vớ vẩn thằng mồm lờ. Rất là nhiều người anh bình luận đá ném gạch rồi các kiểu rồi. Đúng như cái video này mà đụng đến anh Thế Tâm ấy, thì các bạn thông cảm cho mình nhá. Đây mình chia sẻ về thực sự nha các bạn nhá, chứ không phải là ấy nhá. Cái đây này, Châu Xuân Tài, bọn YouTube xạo lờ là giỏi, đầu tư bao nhiêu kiến thức kiếm đéo được một nửa của nó. Đấy, đấy là mình chỉ nói như vậy thôi, còn các bạn hiểu tự hiểu nha. Ngày trước mình cũng chia sẻ những cái video về làm sao để kiếm tiền vào học vào studio của sáng tạo, rồi lấy nhạc ở đâu và lấy nhạc ở đâu. Đây mình đã chia sẻ những cái video sau kiếm tiền trên Facebook ấy các bạn.
nhưng mình không chia sẻ cái kiến thức một tháng kiếm 80 triệu đâu các bạn. Nếu mà chia sẻ cái kiến thức một tháng 80 triệu thì các bạn phải đi học, phải mất tiền để học, phải mất tiền để học nữa các bạn nhé, chứ không phải là free như thế này rồi chia sẻ những cái lung tung như này đâu các bạn. Đó, mình chia sẻ thực sự. Và nói đến với cái nhóm học viện Facebook này, ở đây là rất là nhiều anh chị em cũng làm về Facebook đấy, cũng làm về Facebook, có 70.000 thành viên này các bạn. Các bạn có thể là vào tìm kiếm và hỏi những anh chị đi trước mình. Đây, ông Thái Dương này đi đâu cũng gặp nha, ông này nhạc nào cũng nhảy luôn. À, nói chung là mình không phải là quảng cáo đâu các bạn. Ông này ông chạy súp chạy giờ rồi chạy YouTube các kiểu các bạn. Bạn nào mà thích thì hãy liên hệ với ông Thái Dương này. Đấy, cũng là một người bạn trong Facebook của mình. Ở đây rất là nhiều những cái bài bài viết đó. Đây, lại câu chuyện của anh Thế Tâm ngập tràn nhóm fanpage này. Ở đây rất là nhiều người. Và mình chia sẻ tới đây thôi các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Đây là cái điều thực hư, một tháng kiếm 80 triệu thực sự là nó không dễ như các bạn đâu, nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Đấy, thực sự là như vậy nhá. Mình chỉ nói lại thôi.